Phần này có nghĩa là tô mà cắt hash, có nghĩa là như sau. Ví dụ như là bây giờ thầy sẽ vẽ hình chữ nhật. Kích thước thì tầm là 100,100 đi. 100,100 thì copy ra hàng loạt này. Rồi giờ có thể là mirror lấy đối xứng cũng được cho nó nhanh, mirror lật sang bên kia. À, ví dụ vậy ha. Rồi copy xuống dưới thêm lần nữa nè. Lật xuống dưới nữa nè. Rồi, bây giờ tôi mà cắt hash nghĩa là như sau, thì gọi cho hash enter. Hash enter nghĩa là hash, có nghĩa là tôi mà cắt á. Hash enter sau đó ở đây nó có hai sự lựa chọn. Thì làm lại từ đầu nè. Gọi cho hash ha, gọi cho hash enter nè. Thì tại đây á, cái bảng điều khiển ở trên cao á, nó sẽ xuất hiện hai sự lựa chọn, một là pick point hay là select. Bây giờ chúng ta chọn pick point trước nha. Chọn pick point trước là kích vô một cái điểm á. Kích vô cái điểm thì kích vô đây một cái. Kích vô cái điểm sau thì kích vô cái điểm giữa này. Đó. Kích vô điểm giữa này thì nó sẽ tô màu á, tô vật liệu á lên trên cái ô này thôi. Là thứ nhất. Và khi mà tô vô á thì chúng ta chọn cái mẫu tô. Chọn cái mẫu tô, ví dụ như ở đây nó có rất nhiều mẫu ở đây nè. Đó. Chúng ta chọn mẫu đầu tiên là mẫu angle. Sau đó chọn tiếp cái phần là hash pattern scale á, là cái tỷ lệ của mẫu tô hiện tại là 1 đúng không? Thì tăng thành 5. Thì tăng lên 5 thì nhấp chuột sang chỗ khác thì nó lớn hơn. Ở nhập thành số 2 thôi thì nó lớn hơn một tí. Trở thành số 2. Thì nó rồi sau nó ok rồi mình enter. Enter thì nó ra cái mẫu tô như thế này. Đó. Thì cái mẫu này nó tượng trưng như mẫu gạch á. Gạch gạch ốp á. Gạch ốp 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 lát á. Tương tự như vậy bên cạnh cũng tương tự như vậy, cũng hack enter luôn, chọn mẫu bên này luôn, chọn cái ô bên cạnh luôn và tô mẫu AC31 thì nó gạch như thế này rồi enter. Đó. Tương tự như vậy mẫu này. Cũng là mẫu này nhưng mà thay vì hash pattern scale số 2 á thì tăng là số 5 thì nó sẽ giãn ra. Cái tỷ lệ của vật liệu nó sẽ giãn ra. Đó. Tiếp tục mẫu bên này. Tiếp tục mẫu bên này thì hiện tại là nó đang nghiêng á, thì cái angle là cái góc của nó là 0 độ đúng không? Thì nghiêng là 45 độ thì nó đứng lên. Đó, có nghĩa là cái mẫu vật liệu mình có thể cho nó tỷ lệ nó nhỏ lại được nè, hay là nó nghiêng nó xoay được luôn mà cái là nhập cái góc vô. Đó. Rồi, cái này cũng vậy nè. Cái mẫu này thì chọn IC32 đi. IC32 trải vào góc 0 độ nè. Đó, tỷ lệ của nó thành số 5 đúng không? Thì trải bằng thành số 2 thôi. Đó thì tôi thấy là cái mẫu IC32 á, thì cái vật liệu của nó khác đi một tí, là mấy cái sọc của nó là sẽ sọc đôi, hai gạch song song với nhau và nó liên tục như vậy, nó khác với IC31. Đó. Rồi cái mẫu này cũng vậy, IC32 đúng không? Bây giờ chọn là mẫu ARB816 nè. Đó, thầy sửa lại giá trị bằng 0.5. Mẫu này nè. 0.5 đúng không? Sửa lại thành 0.1 xem. Đó, nhỏ lại. 0.05. Đó, rồi những close saturation. Thì có nghĩa là cái vật liệu đó, nó sẽ khác tỷ lệ với nhau. Cái tỷ lệ nó sẽ khác vật liệu với nhau. Ví dụ cái mẫu này á là 2. Tỷ lệ là 2. Mẫu này á tỷ lệ là bằng 2 tiếp nè. Cái này á tỷ lệ là bằng 5. Đó. Còn cái mẫu gạch này á tỷ lệ của nó là 0.005, 0.05. Đó, có nghĩa là cái tỷ lệ nó là mỗi mẫu nó khác nhau cho nên chúng ta không biết được. Và thầy đang vẽ là mỗi cái ô như vậy là kích thước của nó là 100 nha. Tí nữa chúng ta để vẽ một ô vậy là 100 mm. Đó, 100 100 hình vuông. Đó thì tí nữa mình vẽ cho đúng như vậy là mình demo số cho nó dễ nha. Chúng ta vẽ cái số khác á, vẽ cái kích thước số khác á, là nó ra cái giá trị khác nữa chúng ta mò lâu hơn. Cho nên là chúng ta làm đúng theo 100 100 đi. Đó, riêng cái mẫu này là tỷ lệ của nó là 0.05 nha. Rồi, tiếp tục như vậy. Hình bên này. Hình bên này thì tiếp tục như vậy thì chọn cái mẫu khác. Trắng cái tỷ lệ em quá nhỏ đó, quá nhỏ. Rồi, khoan làm đã, bây giờ em nghe thầy giảng bài đã, rồi sau nữa thì em mới thực hành sau nha, đừng đừng có vừa làm theo là lại là không biết làm nó lại sai. Em nghe nghe bài giảng thầy xong đi đã, thầy đang giảng bài mà. Rồi, ví dụ chọn mẫu là ARBRELLM. Rồi, là mà ra cái mẫu này ha. Đó. Sửa lại thành mẫu thành số 5 đi. Số 5 thành số 2. Thành số 0.1. 0.2. Đó, thì nó ra cái mẫu này ha. Rồi, cái này tiếp. Cái này tiếp, bây giờ thầy xài cái mẫu nó có tên là air conch. Cái air conch này á là nó tượng trưng cho cái vật liệu là bê tông á.
Bê tông là nó trộn giữa đá dăm với lại cát á. Những cái chấm này nè là cát, còn những cái hình tam giác này là hình đá, đá dăm á. Đá dăm là cái đá nhọn nhọn á, nó trộn lại với nhau nó ra bê tông đó, thì ra cái mẫu này đó. Một số mẫu như vậy, bên đây tương tự như vậy thì chọn cái mẫu dưới đây, ta cứ tập tô một số mẫu vật liệu và cái tỷ lệ cái mẫu nó sẽ khác nhau. Mẫu này nó có tên là này nè, thì mấy cái gạch này nó sẽ xếp xếp chéo với nhau rất là đẹp đó, ví dụ vậy ha. Một số mẫu thầy demo vô lớp xem, tí nữa lớp mình cũng phải lại cho thầy nha. Rồi mẫu ERROOF là mẫu này á, ví dụ nó trắng như bạn nói nè, cho cái tỷ lệ của mình nữa là mình cho nó quá nhỏ đó, mình tăng lên tùy theo mẫu, mỗi mẫu nó sẽ có một cái giá trị khác nhau đó, và nghiêng 45 độ nè đó. Thì cái mẫu này nó tượng trưng cho kính đó, tượng trưng cho cái kính kính trong suốt á. Rồi mẫu ERSKE thì cái mẫu này nè, trải vào 0 độ lại nè, thì cái mẫu này nó tượng trưng cho cái mái ngói nhá, cái đó cái ngói ốp lát của cái mái ngói nhà đó. Đó, ta cũng tập tô cho thầy một số mẫu nha. Rồi mẫu kế tiếp Esan, Esan này là mẫu nó tượng trưng cho cát, cát không à, hai giờ những hạt cát thôi. Rồi mẫu này là Brick, Brick thì tăng lên mỗi mẫu, mẫu nó sẽ có tỷ lệ khác nhau, chúng ta phải canh á, chúng ta canh là nó lớn hay nhỏ như thế này, mình nhập số vô cho nó đúng. Cũng là cái mẫu gạch này luôn nha, thì chúng ta cho góc 45 độ thì chúng ta cho cái gạch nó nghiêng đi, nhìn nó khá là đẹp, gạch nó nghiêng ha. Rồi Brick xong rồi nha, chúng ta chọn cái mẫu khác nè, mẫu Raven. Mẫu Raven là mẫu đá, đá sỏi, như cái đá này là nó rải trên, nó rải trên cái lối đi của cái sân vườn á. Sân vườn nó có một cái lối đi từ cổng vào trong nhà bên trong á, hai bên là cỏ nha, ở giữa là những cái sỏi để tạo lối đi á, là đá Raven là cái đá này. Đó. Rồi kế tiếp là mẫu là Honey, là mật ong, mà nhà tổ ong, đá dạng đá tổ ong. Và cuối cùng nữa là nếu mà chúng ta muốn tô như thế này nè, và nó còn thêm một cái mẫu nữa, đó là cái mẫu trên cùng á. Mẫu này nó có tên là mẫu Solis. Mẫu Solis này là mẫu khối đặc, thì nó đặc thôi, thì nó là màu trắng là khối đặc, có nghĩa là in ra nó sẽ là màu đen đó, in ra nó sẽ màu đen là khối đặc. Rồi xin mời lớp mình tô thêm một số mẫu như thế này nha, và mẫu cuối cùng là mẫu đặc luôn. Rồi ok, xin mời lớp mình tiến hành làm, thầy lưu phim.